Món này mà anh em mà thích mà yêu quý bia hơi thì thôi rồi. Món này là phải dùng nước vôi trong rửa qua đúng không? Nước vôi trong. Nước vôi trong và khi làm thì rút ít nó bọng bọng nước thải của nó đấy. Sau khi ấy nước vôi trong sẽ bọng nó phải còn nhiều nước lắm. Cái con vào trong là bọng xanh này tiếp được ăn trứng bẻ cánh này rút đít bây giờ nó có làm gì có ấy nữa đâu và cho qua một lần nước ấm khoảng tầm từ 50 đến 60 độ tức là không được để nó chết thì nó dãy giụa nó sẽ ra các cái dầu khi mình ăn nó không nóng. Nhưng mà tí nữa hết tiêu đề anh phải khuyến cáo là đi bắt cẩn thận. Kính không này tí nữa nó học nó đi bắt mù mắt này lại chết đấy. Chú Trung chú ý giải thích luôn rồi khuyến cáo rồi là đi là phải đeo kính đeo khẩu trang vào. Nếu mà có nó mà có phóng thích ra thì còn cháy được, nhất là đeo kính bảo hộ và cổ đây này. Nếu mà dùng tay mà làm như thế này thì gọi là vàng khay tay, mà tay chưa được vàng hẳn thì lấy ít nghệ sát cho vàng đều. Nhưng mà đúng một cái này nếu mà mọi người mà bắt là không cẩn thận nó đái vào mắt là cũng hỏng mắt đấy, bởi vì cái lượng axit của nó bắn vào là cũng khá là cao đấy. Nhìn thấy không anh em này, bóc bằng tay không thì là vàng hết cả tay. Trước khi đi bắt là bôi nghệ vào đây. Anh này bị bộ xít đái đúng môi dưới đâu xem nào. Đây kiểm kiểm tớt hết cả môi rồi đấy. Đâu cái răng nó thế chứ. Môi dưới này bông anh thằng ăn bò xít nhiều nó hay nói xạo mà thằng kèm theo cả chưa ăn một, nó đã phét rồi chứ không phải nói xạo. Xô nước vôi trong đi nhá, để nói xạo nói xạo. Đây này móng tay của anh này bóc nhiều quá đây này, gần thối cả móng tay. Con ra tay nó thành thần lúc đấy là không phải nhặt bó xí. Kinh nghiệm là nếu các bạn mà sợ nó đái nhiều mà ăn bắt các con này thôi này, bắt các con non con non này gọi vừa mấy bấy à mới đổi nốt chưa đổi nốt mọc lông ngỗng đang dậy thì các cháu nó vẫn chưa có trứng cá. Bọ xít đang mọc lông ngỗng nha các bạn nhá. Mấy con này là gọi là đang đến tuổi trưởng thành, chuẩn bị được cất cánh bay. Những các con non như thế này thì không phải bật cánh luôn, không có gì luôn. Nhưng mà có mấy con này thì không phải rút đít ra, đúng không? Có như này, xanh lẻ này. Này nó nhanh tay nhỉ. Con này rút ra này. Xuống anh bị ít. Đấy, đây là chính tỏ. Ít nào em về. Da tay chủ dày hơn. Acid của nó rất là mạnh. Các con này là khi mình đây là mọi người mà có đi bắt thì tốt nhất là đeo găng tay bảo hộ vào. Chìm hết xuống dưới. Nhưng mà ăn thì con này không có cánh này nổ. Các bạn tí nữa sẽ xem rất là ngon. Không. Như quả nho mới khi rửa sạch lại để chuẩn bị cho vào rang thì cho 2 muỗng cà phê muối vào. Hấp đồ lên. Cần phải ngâm bao nhiêu phút không anh? Ngâm thì như này hấp muối lên khoảng tầm từ 3 đến 5 phút. Xong rửa lại một lần nước sạch. Sau đó cho vào chiên hoặc rang giòn. Một túi thôi. Mà được nhiều lắm, hôm nọ em làm ơi nhiều. Nhiều lắm. Nó dài như thế này là to. Đó. Đấy, bao giờ hò lúa vào mà thì xèo xèo như là. Đầu mới cho.
vào đây. Chiêu đầu bếp. Chú rửa lá chanh đi anh. Ui nhiều thế. Món này mà anh em thích mà yêu quý bia hơi thì thôi rồi. Ui giời, sao kiểu cướp nữa. Sao cướp nữa, sạc theo. Sao không bắt cây sấu về trang lên. Các bác ăn châu chấu nó nhiều rồi, châu chấu bây giờ người ta nuôi thích này là mới không nuôi rồi. À con chưa ăn nhỉ, mai bảo bố con mang sang bên quán đi đấy, làm một đĩa hai bố con, mỗi bố con một cốc đưa hơi cho thực cảm nó đi lên nhé. Ngậy mùi đấy quý vị khán giả, đang ngửi thấy mùi xèo xèo và bay lên những mùi hương vị của bọ xít. Đây là lá chanh nhá, tí nữa gần chín thì mình sẽ cho lá chanh vào. Ui, nó khòm căng lên rồi nhỉ. Còn non ấy, khòm căng lên. Ừ, có mùi thơm đấy. Tuyệt vời. Con non là thơm trước ấy. Đúng không? Đấy. Nhưng mà con to này ăn nó mới giòn. Non thì sẽ nhiều thịt hơn. Đấy, đầu bếp sẽ được thưởng thức và nếm xem có gia vị đã ngấm rồi, xem được bao nhiêu phần trăm chín rồi. Quay không phải nữa. Chảy nước miếng rồi các quý vị khán giả, chảy nước miếng. Hôm nay lại xay rồi. Hôm nay lại được xay nữa rồi. Thể hiện nhé. Anh thể hiện một lần duy nhất thôi nhá. Bác để vui cho em đi. Phải đi em kem. Còn này nó đi đi cũ lẻ đấy. Đấy, nó bảo là anh chỉ biết một lần duy nhất tung lên. Tung lên nhá. Úi giời, úi giời. Phải tung cao lên. Úi giời, ớt à. Bác chưa phải đầu bếp nên bác chưa tung cao được. Ơ, một cái bị chảy rồi. Bác ngon lắm anh ạ. Ăn đi. Này, quý vị khán giả dùng luôn nhá. Đây là món bọ xít rang với cả lá chanh. Tuyệt vời, nó uống bia thì ngon tuyệt. Vô. Mời anh em thưởng thức luôn. Để view cho em đi ạ.